Hi, xin chào các bạn nha. Thì ở video này ấy, mình sẽ review cho các bạn xem một cái tai nghe. Mình muốn mua trên Shopee á, cái link là lát mình sẽ để phần mô tả nha. Các bạn muốn mua thì các bạn cứ kéo xuống và click vào và mua. À đây, cái tai nghe đây. Ở trên hình á là nó cái màu khác, nhưng mà gửi về nó là màu trắng nha các bạn. Thì mình thấy nó là mới hoàn toàn nha. Thì người ta bạc cũng kỹ. Đây là cái vỏ này, mình đã tháo từ mấy bữa trước rồi, nhưng mà mình chưa có làm review. Đó, các bạn, mình cho các bạn xem cái shop nha. Đây 50.000 này nha các bạn. Và cái sản phẩm này á, là người ta shop ở đường số 4, Trường Thọ, quận Thủ Đức. Và các bạn hãy tới tặng nó, các bạn mua cũng được. Nếu như mà mình mua trên Shopee á, mình mua cái đơn hàng ở đây 50.000 nha, là người ta sẽ hỗ trợ free ship cho mình tối đa là 30.000 nha. Rồi thì mình có mua hai cái, một cái là 25.000 và hai cái sẽ là 50. Đó, đây các bạn, đây là cái tai nghe này, tôi bỏ trong một cái bị như thế này. Đây là của Trung Quốc nha các bạn, made in China, và nó có một cái gỡ đây này, mình tháo ra đó, tôi sẽ kéo đằng vào. Rồi đây thì cái tai nghe này mình sử dụng cũng được một tuần rồi, mình thấy cũng khá là ổn. Mình thấy ấn tượng này là cái âm thu được rất là to, mặc dù là cái tiếng nó không được hay lắm, nhưng mà cái âm nó bác to đó, loa cũng to, mình nghe nhỏ hay là mình nói chuyện với người khác bằng tai nghe, mình để xuống mà mình nói người ta vẫn nghe vẫn to. Nên đây mình thấy 25.000 nhưng mà rất là rẻ. Hồi trước mình có mua một cái tai nghe 80.000 mua đồng số đồng hoàng á, nhưng mà nghe tiếng nhỏ thì shop tự cái nó bảo hành. Đây này các bạn, bây giờ mình sẽ cho mình xem tặng mắt luôn. Cái mic này là cái jack 3.5, là có ba đầu này, ba khắc là mình sẽ thoại được luôn, nghe được và thoại được. Đó, cái này nó dai nó nhỏ này các bạn, cái dây quấn của nó mình làm thấy người ta làm rất là đẹp. Đó, cái dai của nó như thế này nha, mình thích cái phần thiết kế của nó này. Còn ở đây á là đầy đủ hết phím tan giảm âm lượng này, đây là cái phím tan giảm âm lượng, các bạn trượt lên được xuống này, đó là để tan giảm nha. Còn nút đây là cái nút để mà các bạn, ví dụ các bạn đi xa á, các bạn bấm nút này, người ta gọi bạn bấm nút này bạn nghe cũng được, hoặc là các bạn qua YouTube á, các bạn nhấn nút này là nó sẽ dừng và nhấn phát nữa là nó sẽ phát. Đó như vậy nha, đầy đủ chức năng. Và lưu chỗ này là cái lỗ thu âm này, cái lỗ đen đen đó. Đó thì cái dài như thế này. Đó, cái này nó cũng không bị rối các bạn, không bị rối lắm đâu. Đây, cái tai nghe thiết kế rất là đẹp luôn nha, màu trắng. Đó, nói chung mình nhắc tay vô cũng vừa, nó có này màu bạc bạc thấy rất là đẹp luôn. Mình thì đeo vừa tay không biết các bạn như thế nào. Và trong cái phụ kiện á là người ta có tặng một cái cái đồ đây nè, đó nó tặng, người ta tặng một cái cặp như này các bạn, đó, các bạn thấy không? Mình không thích màu trắng thì hoặc là bị dơ hoặc bị hư gì đó, các bạn thấy lấy cái nào thay vào cũng được. Đó là nguyên một set của nó là như vậy, đó. Đó như vậy nha các bạn, thì mình chia sẻ như vậy. Thì các bạn nào muốn mua tai nghe các bạn kéo xuống ở dưới, click vào và nhắn tài khoản đăng ký tài khoản và tài khoản mua nha. Rồi mình kết thúc video đây nha.